da oyunda kal. Ôi dồi, nó cứ chạy vào trong kia có mưa. Ôi lại mưa rồi bà, bánh đa ơi, lại chạy vào trong này. Vậy đây con mưa. Mưa hột to rồi, mau mau. Đấy, báo hôm nay là có nắng đấy, xong là ai cũng bảo là hôm nay về giặt chăn giặt chiếu thì ngày mai à đến chủ nhật lại mưa, lại gió mùa. Còn kia là để có các cái ủng tay đập ngón ngón đi. À, có đập cái ngón ngón ủng tay. Cái gì mà nước nước
Nhưng mà nó mưa này à, nó vứt ra về thối hết. Con năm kia để ăn tiếp, thấy rẻ bán mua tham mua bài vẫn về thối hàng nửa, để lên Tết thối hết, không ăn được đâu mà mua ướt như thế cho nó khổ. Rẻ tham rẻ của ôi ấy, khoai tây ấy tham rẻ không mua nhiều về ướt nó thối hết. Này cái con nó đi công ty về qua nó còn mua cho cái bánh mì rồi này này này, nó mua cho một túi túi quả nho ai 70.000 một thông xong đấy này. Thế là nó bụng mua cho mẹ thì cả người ăn đây, nó bụng dốc đấy ngân này rồi mà con gái có con dâu đâu, con dâu 37 tuổi chưa đấy vợ, con trai chưa đấy vợ đấy, chị cả thì cả thì đẻ 579 thì bây giờ được hai đứa chắc rồi, mình là được hai đứa chắc rồi, còn con thứ hai thì hai đứa chưa đến vợ, thằng đến vợ chưa đến vợ, một con chưa đến chồng. Đấy là cạnh cạnh rồi đấy, ngoài nó này phải rồi đấy.